Bộ Y tế sẽ tiến hành đợt thanh tra kéo dài một tháng đối với công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Tân Hiệp Phát nằm trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Trước đó, Sở Y tế Bình Dương cũng đã thanh tra hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp này nhưng chưa phát hiện vi phạm. Trao đổi với phóng viên VTC14 trong chiều nay, Chánh thanh tra Bộ Y tế cho biết, bộ này đã quyết định thành lập đoàn thanh tra toàn diện đối với công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Tân Hiệp Phát trước thông tin liên quan đến chất lượng các sản phẩm nước giải khát của doanh nghiệp. Đoàn sẽ kiểm tra hệ thống đảm bảo an toàn thực phẩm, các vi phạm nếu có sẽ xử lý theo đúng quy định tùy theo mức độ. Trước đó, Sở Y tế Bình Dương đã tiến hành thanh tra cơ sở này. Tuy nhiên, người dân có vẻ không yên tâm với kết quả đã được công bố. Đợt thanh tra này kéo dài trong 30 ngày do ông Nguyễn Văn Nhiên, Phó Chánh thanh tra Bộ Y tế làm trưởng đoàn. Trước đó, một người tiêu dùng bị khởi tố vì muốn trao đổi chai nước có ruồi bên trong với đại diện Tân Hiệp Phát để lấy 500 triệu đồng. Sau đó, nhiều người tiêu dùng khác cũng cung cấp cho báo chí các chai nước có côn trùng hoặc vật thể lạ xuất xứ từ công ty này. Sở Y tế Bình Dương cũng đã tổ chức đoàn kiểm tra liên ngành đối với công ty theo yêu cầu của Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế. Cơ quan này kết luận chưa phát hiện vi phạm nào dẫn đến nguy cơ sản phẩm của công ty bị vật thể lạ, côn trùng xâm nhập. Tuy nhiên, đoàn kiểm tra không lấy mẫu kiểm nghiệm sản phẩm.